Em có nghe cô nói không? Có bạn nào nghe cô nói thì tương tác giúp cô với. Có bạn nào nghe nghe cô nói thì tương tác giúp cô cho cô biết với. Nghe chưa các em? Nghe nghe lại rõ chưa Trân? Nghe rõ không các bạn? Rồi, trong quá trình học thì nếu có gì thì các bạn tương tác nghe để cô biết cô còn điều chỉnh. Rồi bây giờ chúng ta đi vào nội dung ôn tập chương đầu tiên, chương cơ chế di truyền và biến dị. Âm thanh đủ to chưa các bạn? Rồi, để cô nói to hơn một tí xíu nữa. Rồi, các bạn đi vào chương 1, cơ chế di truyền và biến dị. Nội dung lớp học thì như thầy Duyên cũng đã nói rồi, cô bỏ qua vấn đề này. Về nội dung ôn tập thì chúng ta sẽ có hai nội dung chính. Thứ nhất đó là di truyền và thứ hai là biến dị. Các bạn đi vào phần 1, các cơ chế di truyền. Chúng ta tìm hiểu phần đầu tiên về vật chất di truyền. Như chúng ta đã biết thì vật chất di truyền có 3 loại ADN, ARN và protein. Chúng ta đi tìm hiểu đầu tiên ARN, ADN. Các bạn có thể nhìn thấy ADN là hai mạch xoắn kép song song và ngược chiều nhau. Vậy trước tiên ta tìm hiểu ADN là gì trước đã. A tức là axit, D tức là deoxyribo, N tức là nucleic, và đơn phân của chúng đó là A, T, R và X. Và trên các liên kết mà chúng ta cần phải nhớ trong cái ADN là trên một mạch của nó. Đó là các nu liên kết với nhau bằng liên kết hóa trị. Và giữa hai mạch thì G sẽ liên kết với X bằng liên kết hydro, A sẽ liên kết với T bằng liên kết hydro. Vậy liên kết hóa trị là liên kết giữa các nu trên một mạch, còn liên kết hydro là liên kết giữa các nu trên hai mạch. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về đơn phân. Đơn phân của nó thì có 3 thành phần. Thành phần đầu tiên đó là đường bento. Đường ở đây là đường deoxyribo, cho nên nó có tên gọi là ADN. Và thành phần thứ hai đó chính là base nitơ. Thành phần thứ ba đó là gốc phốt phát. Và tất cả các nu đều giống nhau bởi 3 thành phần này. Tuy nhiên nó khác nhau ở chỗ base nitơ. Base nitơ loại nào thì đặt tên cho nu loại đó. Về cấu trúc không gian của nó thì vẫn là hai mạch xoắn song song và ngược chiều. Các bạn có thể thấy rằng là đây là một cái vòng xoắn của nó. Và mỗi vòng xoắn của nó sẽ có 10 cặp nu. 10 cặp thì tương ứng với 20 nu. Và chiều dài của mỗi nu sẽ là 3,4 angstrom, và đường kính của phân tử ADN đó chính là 20 angstrom, và nó sẽ thực hiện theo nguyên tắc bổ sung AT RX. A với T là hai liên kết hydro, R với X là ba liên kết hydro. Và chúng ta tìm hiểu từ những đặc tính đó, chúng ta đi đến một số công thức cơ bản. Đầu tiên là tính chiều dài. Vì phân tử ADN có hai mạch mà gọi N là số nu thì chiều dài của nó sẽ là số nu trên một mạch nhân cho 3,4, tức là n chia 2 nhân 3,4, đơn vị là angstrom. Còn số lượng nu của nó thì nếu như cho chu kỳ xoắn mà mỗi chu kỳ xoắn là 20 nu, cho nên ta lấy 20 nhân cho số chu kỳ xoắn. Về khối lượng m, mỗi nu sẽ nặng 300 đơn vị carbon, cho nên m sẽ bằng n nhân
300. Về tính liên kết hydro và liên kết hóa trị, như lúc nãy chúng ta vừa mới nói, A đi với T là hai liên kết hydro, R đi với X là ba liên kết hydro, cho nên ta có liên kết hydro bằng 2A cộng 3R. Về liên kết hóa trị, liên kết hóa trị là liên kết trên một mạch như thế này. Và các bạn có thể hình dung là các bạn, bốn bạn mà đứng xếp hàng thì sẽ có bao nhiêu cái nắm tay. Thì tương tự, đây cũng tương tự như thế. Thì trên một mạch của nó là N chia 2 nè. Vậy số liên kết hydro trên một mạch của nó, liên kết hóa trị trên một mạch của nó sẽ là N chia 2 trừ 1. Mà nó có hai mạch cho nên sẽ là nhân 2. Và bản thân mũi nu có thêm một liên kết hóa trị nữa. Cho nên ta sẽ có công thức là N chia 2 trừ 1 nhân 2 cộng N là bằng 2N trừ 2. Và cô đưa ra cho các bạn một số cái đơn vị, đổi đơn vị trong quá trình làm bài. Bây giờ chúng ta sang vật chất di truyền thứ hai, đó chính là ARN. Vậy ARN là gì? ARN đầu tiên, A tức là acid, R tức là ribo, N tức là nucleic. Vậy ARN tức là acid ribonucleic. Và các bạn khác ADN ở chỗ là ribo và deoxyribo. Vậy đơn phân của nó chính là AUGX. Vậy chúng ta tìm hiểu về cấu tạo. Cấu tạo các bạn có thể xem hình này giống hình lúc nãy, nhưng nó khác nhau chỗ về đường. Đường lúc nãy là đường deoxy, đường này là đường ribo, và nó mất là mất ngay chỗ số 2 này nè các bạn. Và cấu trúc mạch đơn của nó, các bạn có coi thể thấy là nó chỉ có một mạch, mạch đơn của nó thôi. Và trên mạch đơn này nó có liên kết hóa trị. Và trong quá trình thực hiện các cơ chế di truyền thì nó có cái nguyên tắc bổ sung: A đi với U, R đi với X. Về phân loại thì có 3 loại. Loại đầu tiên đó là mRNA. Các bạn nhìn thấy trên hình, đây là mạch thẳng, một mạch. Loại thứ hai đó là tRNA. Đây các bạn thấy có những cấu trúc không, nó liên kết bổ sung với nhau tạo nên những cái thùy, ba thùy. Và RRNA thì nó sống cục bộ cho nên nó cũng có cái liên kết bổ sung. Vậy mRNA tức là ARN thông tin, thì nó mang thông tin di truyền làm khung cho quá trình dịch mã. Thứ hai, tARN tức là ARN vận chuyển, là nó vận chuyển axit amin đến ribosome. Thứ ba đó là tRRN, đó là nó có chức năng là cộng với protein tạo nên ribosome. Đây là nơi để tổng hợp nên protein. Và chúng ta đi tìm hiểu vật chất di truyền thứ ba, đó chính là protein. Về protein đầu tiên, thành phần hóa học của nó là 4 thành phần chính. Thứ nhất là carbon, hydro, oxy, nitơ, ngoài ra còn có lưu huỳnh và phosphor. Và cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, và đơn phân của nó sẽ là axit amin. Như chúng ta đã biết thì có 20 loại axit amin. Và liên kết giữa các axit amin đó là liên kết peptic. Và về cấu trúc của nó có cấu trúc 4 bậc. Bậc 1 là các bạn nhìn thấy là đây là sự sắp xếp của các axit amin. Vậy số lượng thành phần và trật tự sắp xếp của các axit amin ở cấu trúc bậc 1 này nó sẽ quy định về cái sự đa dạng của phân tử protein. Vậy cấu trúc bậc 2 thì đây là quá trình gấp alpha hoặc là xoắn alpha hoặc là gấp nick beta. Sau đó sẽ tạo nên cấu trúc bậc 3 và cấu trúc bậc 4. Tại cấu trúc bậc 3 thì nó đã có cấu trúc không gian 3 chiều. Và đây cặp bậc 3 và bậc 4 thì nó đã tạo nên được cái đặc tính sinh học của phân tử protein. Chúng ta sang cái phần tiếp theo, đó là về gen và mã di truyền. Về gen và mã di truyền là thuộc chương trình 12, bài đầu tiên. Vậy gen là gì? Các bạn có thể theo dõi. Gen tức là một đoạn của phân tử ADN, một phân tử ADN rất là dài. Gen tức là một đoạn của phân tử ADN. Và nó mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm nhất định. Sản phẩm này có thể là ARN hoặc là một chuỗi polypeptide. Vậy gen, cái sự đa dạng của nó, đặc trưng của nó là bởi số lượng thành phần trật tự sắp xếp của nucleotic. Lúc nãy là protein là của acid amin, còn gen tức là của nucleotic. Vậy gen nó có cấu trúc như thế nào thì chúng ta theo dõi tiếp. Vậy theo các bạn thì gen có cấu trúc gồm bao nhiêu bộ phận? Bộ phận đầu tiên đó chính là vùng điều hòa. Thứ hai là vùng mã hóa. Thứ ba là vùng kết thúc. Vậy chúng ta có thể theo dõi, nếu chúng ta chọn 3 phẩy 5 phẩy
mạch gốc, dưới này là mạch bổ sung, thì vùng điều hòa nó nằm ở đầu 3 phải của mạch gốc hoặc là vùng 5 phải của mạch bổ sung. Chúng ta có thể nhớ tập tự như thế này và có thể đề sẽ hỏi rất là nhiều cách, ví dụ như là vùng điều hòa nằm ở đâu, là 3 phải của mạch gốc hoặc là 5 phải của mạch bổ sung, hoặc là vùng kết thúc thì nằm ở đâu, là 5 phải mạch gốc hoặc là 3 phải mạch bổ sung. Chúng ta nhớ cái mục gì như thế này và căn cứ vô đó để suy luận làm bài. Vậy vùng điều hòa có chức năng như thế nào? Vùng điều hòa thì nó có trình tự nu đặc biệt. Tại đây thì ARN polymerase nó sẽ nhận biết, khởi đầu cái quá trình phiên mã. Vùng mã hóa thì đúng như tên gọi của nó, thì nó mang thông tin mã hóa cho sản phẩm. Và vùng kết thúc thì nó mang tín hiệu kết thúc quá trình phiên mã. Chúng ta sang phần tiếp theo về mã di truyền. Mã di truyền là gì? Mã di truyền tức là mã bộ 3 và được đọc liên tục từ một điểm xác định theo từng cụm nucleotide, từng cụm 3. Và mã di truyền có những đặc tính nào? Thì mã di truyền có 4 đặc tính. Đặc tính đầu tiên đó là mã bộ 3, như chúng ta vừa mới nói là đọc theo từng cụm 3 nucleotide. Đặc tính thứ hai đó là tính phổ biến. Đặc tính thứ ba là tính đặc hiệu. Đặc tính thứ tư đó chính là tính thoái hóa. Vậy mã bộ 3 thì chúng ta vừa mới tìm hiểu. Còn tính phổ biến là gì? Tính phổ biến tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền. Tuy nhiên vẫn có một vài loài ngoại lệ. Tính đặc hiệu tức là một bộ 3 sẽ mã hóa cho một axit amin. Còn thoái hóa thì ngược lại, nhiều bộ 3 mã hóa cho một axit amin trừ cái AUG và UGG. Vậy chúng ta vừa tìm hiểu về ADN, ARN, protein và giữa chúng có mối quan hệ như thế nào. Thì ADN sẽ thực hiện quá trình nhân đôi để tạo thành ADN. Và ADN tham gia vào quá trình phiên mã sẽ tạo nên ARN. ARN tham gia vào quá trình dịch mã sẽ tạo nên protein. Và protein nó sẽ trở thành tính trạng. Vậy các cơ chế di truyền thì có 3 cơ chế di truyền. Thứ nhất là nhân đôi, thứ hai là phiên mã và thứ ba là dịch mã. Chúng ta cùng tìm hiểu phần tiếp theo về các cơ chế di truyền. Đầu tiên, quá trình nhân đôi ADN. Vậy các cơ chế di truyền này chúng ta đều đi theo 5 bước. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm xác định vị trí xảy ra. Thứ hai, thời gian xảy ra. Thứ ba là thành phần. Thứ tư là tiến hành qua các giai đoạn nào. Và cuối cùng đó là nguyên tắc nào. Vậy bây giờ các bạn có thể nhớ lại kiến thức cũ, vị trí xảy ra quá trình nhân đôi ADN là ở đâu? Vị trí xảy ra đó chính là nhân tế bào, vì ADN nó nằm trong nhân. Thời gian ở đây chính là pha X của kỳ trung gian. Và thành phần thì các bạn có thể nhìn vào hình đây, các bạn có thể trả lời thành phần là gồm những thành phần nào. Vì nhân đôi ADN thì chắc chắn phải có ADN. Và thứ hai là có các nu tự do tham gia. Và thứ ba là có các enzyme. Và cách tiến hành thì nó có 3 giai đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 giai đoạn của quá trình nhân đôi ADN. Vậy ban đầu của nó là mạch thẳng xoắn kép, tức là nó dính vào nhau. Bởi liên kết hydro thì hai mạch nó sẽ liên kết với nhau. Vậy bây giờ muốn tháo mạch ra thì đầu tiên thì phải có bước 1 sẽ có là enzyme thấu xoắn phân tử ADN. Thì nhờ một loại enzyme thấu xoắn nó sẽ bắt đầu thấu và tách thành hai mạch, tạo nên chặt chữ Y, các bạn thấy giống như chữ Y. Và bước thứ hai đó là tổng hợp mạch mới. Các bạn thấy mạch cũ ban đầu là có bên, các bạn chú ý theo cái bút màu đỏ cô chỉ trên bảng. Đầu tiên đây là chiều 3,5 phải. Còn đây là chiều 3,5 phải của mạch gốc, hai cái này ngược chiều nhau. Bây giờ các bạn tập trung là ADN polymerase chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5,3 phải. Vậy vị trí này là 3 phải thì enzyme ADN pol nó sẽ bám vào đây theo vị trí là 5,3. Vậy mạch này sẽ là mạch liên tục. Còn tại đây là 5 phải thì không thể bám vào đây được, cho nên nó sẽ bám vào vị trí 3 phải và đi ra. Vậy chính vì cái mạch khung mà theo chiều 3,5 á thì mạch mới nó sẽ tổng hợp liên tục. Còn mạch khung theo chiều 5,3 thì mạch mới nó sẽ tổng hợp gián đoạn. Và những cái đoạn này người ta gọi là đoạn Okazaki. Đây chính là đoạn Okazaki. Sau khi tổng hợp xong thì enzyme ligase nó sẽ nối các đoạn lại với nhau.
Và chúng ta đến bước thứ ba, đó là hai phân tử ADN được tạo thành. Thì khi tổng hợp, khi quá trình nhân đôi diễn ra xong thì mỗi phân tử ADN được tạo thành và một mạch mới được tổng hợp, một mạch là mạch ban đầu. Và chúng ta có thể thấy được rằng là ba giai đoạn nó diễn ra như thế này. Và cái, tại bước cuối cùng này chúng ta có thể thấy là nó diễn ra theo hai nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên đó là nguyên tắc bổ sung, A đi với T, G đi với X. Và nguyên tắc thứ hai đó là trong cái mẫu phân tử thì có hai mạch, một mạch là mạch mới, một mạch là mạch ban đầu. Và đây là tính là nguyên tắc bán bổ toàn, giữ lại một nửa. Vậy hai nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc bán bổ toàn. Bán bổ toàn hay bán bổ toàn đều được các bạn. Và chúng ta có thể kết luận rằng từ một phân tử ADN ban đầu sau một lần nguyên phân thì sẽ tạo thành hai phân tử ADN. Và có một số công thức cô đưa ra cho các bạn. Số nu mẫu loại mà môi trường cung cấp khi gen tự sao liên tiếp N được thì ta có A cung cấp thì A bằng với T, cho nên A cung cấp sẽ bằng 2 mũ N trừ 1 nhân với A. Tương tự G, X cung cấp cũng tương tự như thế. Rồi số nu thì nu cung cấp sẽ bằng 2 mũ N trừ 1 nhân với số nu ban đầu. Còn liên kết hero bị phá vỡ thì áp dụng theo công thức này. Các bạn có thể ghi lại công thức sau này làm một số bài tập. Nếu trong quá trình giảng mà tiếng của cô hơi nhỏ hay có vấn đề gì thì các bạn cứ tương tác để cô biết, cô điều chỉnh nghe. Rồi chúng ta sang cái cơ chế tiếp theo, đó là cơ chế phiên mã, quá trình phiên mã. Và chúng ta cũng sẽ đi theo 5 giai đoạn, 5 cái nội dung mà cô vừa mới nói. Đầu tiên vị trí. Vị trí chắc chắn cũng sẽ xảy ra trong nhân tế bào. Thời gian là cũng pha x kỳ trung gian. Về thành phần thì tương tự như thế, cũng sẽ có, vì phiên mã là từ ADN sang ARN cho nên sẽ có phân tử ADN ban đầu. Đây là phân tử ADN ban đầu. Thứ hai là các nuôi tự do bổ sung và đặc biệt là có các enzyme để tham gia vào quá trình phiên mã. Vậy cách tiến hành thì giai đoạn có bao nhiêu giai đoạn? Đó là có 3 giai đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng giai đoạn một. Đầu tiên, phân tử ADN nó cũng sẽ xoắn kép song song và ngược chiều với nhau. Đây là phân tử ADN ban đầu. Vậy bước đầu tiên thì enzyme ARN nó sẽ bám vào cái vùng điều hòa. Nó tháo xoắn theo chặt chữ Y như thế này. Nhưng mà tháo xoắn tới đâu thì nó làm tới đó. Thì để lộ ra cái mạch gốc 3,5 phải. Bước thứ hai thì enzyme ARN nó sẽ trượt dọc theo cái mạch gốc 3,5. Theo cái mạch gốc 3,5. Để tổng hợp nên mRNA. Vậy 3 năm thì chỗ này 3 thì chỗ này sẽ là 5. Thì mạch mới sẽ theo chiều là 5,3. Đây vẫn là nguyên tắc bổ sung. Nguyên tắc bổ sung là A đi với U, G đi với X. Vậy giai đoạn thứ 3 thì khi enzyme ARN nó sẽ chuyển đến cái vùng kết thúc thì quá trình phiên mã dừng lại và nó sẽ giải phóng ra mRNA. Vậy nguyên tắc ở đây có hai nguyên tắc. Nguyên tắc đầu tiên như cô vừa mới nói là A đi với U, G đi với X, đó là nguyên tắc bổ sung. Và nguyên tắc thứ hai là nó sử dụng mạch khung của ADN làm mạch khung để thực hiện quá trình phiên mã của mình. Cho nên nguyên tắc ở đây có hai nguyên tắc, đó là nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu. Vậy kết quả thì như thế nào? Thì một phân tử ADN phiên mã một lần nó sẽ tạo nên một phân tử ARN. Và một số công thức cô đưa ra. Đầu tiên, vậy gọi số ribono môi trường cung cấp thì ribono cung cấp sẽ là bằng A thì sẽ bằng với A cung cấp sẽ bằng với K nhân với cái K, tức là số lần phiên mã nhân với A ban đầu. Vậy mối tương quan giữa ADN và ARN như thế nào? N là số nu của ADN, còn NM tức là số nu của mRNA. Vì ADN là có hai mạch mà ARN có một mạch, cho nên là N bằng N ADN bằng 2 lần N ARN. Tương tự như thế thì các bạn có công thức tiếp theo. Vậy chúng ta sang cái cơ chế di truyền thứ ba, đó là quá trình dịch mã. Vì quá trình dịch mã thì khác với hai quá trình trên là nó vị trí xảy ra là tế bào chất, thời gian của nó là khi nào nhu cầu
có nhu cầu về protein thì nó sẽ tiến hành dịch mã. Ví dụ như trong quá trình này cô giới thiệu về Omeromlux thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Ví dụ như là Omeromlux là nó phân giải lactose. Vậy khi nào mà môi trường có lactose thì cái gen cấu trúc này nó sẽ phân giải ra các loại enzyme, các loại protein để có thể tổng hợp, để có thể phân giải được cái lactose đó. Tức là khi tế nào có tế, khi nào tế bào có nhu cầu thì nó sẽ thực hiện quá trình dịch mã. Về thành phần thì có các thành phần sau đây. Đầu tiên nó là mRNA, thứ hai là tRNA, thứ ba là ribosome, thứ tư là các acid amin và thứ năm đó là các enzyme. Vậy theo các bạn thì quá trình dịch mã nó có nguyên liệu ở đây là ADN hay không? Có nguyên liệu ở đây là ADN không các bạn? Chắc chắn là không có nguyên liệu là ADN rồi, bởi vì cái mạch khung của nó lúc này sẽ là mRNA và cách tiến hành của nó có hai giai đoạn. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về hai giai đoạn của quá trình dịch mã. Giai đoạn đầu tiên nó là hoạt hóa acid amin. Giai đoạn thứ hai là tổng hợp chuỗi polypeptide. Vậy hoạt hóa acid amin là gì? Tức là acid amin này nó sẽ được hoạt hóa. Vậy hoạt hóa như thế nào? Thì đầu tiên, năng lượng ATP là adenosine triphosphate nó sẽ kích hoạt về cái acid amin, nó tạo nên dưới tác dụng của các enzyme thì nó sẽ tạo nên acid amin hoạt hóa. Và acid amin hoạt hóa này nó sẽ liên kết với tRNA để tạo nên phức hợp acid amin tRNA. Và chính tRNA này nó sẽ vận chuyển acid amin đến cái quá trình dịch mã. Vậy giai đoạn thứ hai là giai đoạn tổng hợp chuỗi polypeptide. Tổng hợp chuỗi polypeptide thì có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là bước 1 mở đầu. Mở đầu thì như thế nào? Tiểu đơn vị bé là phía dưới, tiểu đơn vị lớn là phía trên. Đây là mRNA theo chiều 5', 3'. AUG là mã mở đầu. Và lúc này tiểu đơn vị bé nó sẽ gắn với mRNA tại vị trí mở đầu, vị trí đặc hiệu này. Thì sau đó cái phức hợp acid amin tRNA này, tức là tRNA nó sẽ vận chuyển bộ ba đối mã, tức là vận chuyển acid amin methionine mang bộ ba đối mã đó là U, A, X bổ sung chính xác với codon là AUG trên cái mRNA. Và đây cũng thực hiện theo nguyên tắc bổ sung U đi với A, G đi với X. Sau đó sau khi tRNA vào thì tiểu đơn vị lớn nó sẽ kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo nên cái ribosome hoàn chỉnh. Và sang bước thứ hai đó là sang bước kéo dài. Sang bước kéo dài thì cái acid amin 1 tRNA này, đây là acid amin mở đầu thì nó được giải phóng, tRNA nó sẽ đi ra ngoài. Sau đó cái acid amin 1 tRNA nó sẽ tiến vào ribosome này và hình thành nên liên kết peptide giữa acid amin mở đầu và acid amin 1. Sau đó ribosome sẽ dịch chuyển sang codon thứ hai theo chiều 5'3". Thì lúc này thì tRNA nó sẽ được giải phóng và tiếp tục acid amin 2 tRNA nó sẽ tiến vào ribosome và hình thành liên kết giữa các acid amin thì tRNA nó được giải phóng. Và cứ tiếp tục như thế đến bước kết thúc, đó là khi nào ribosome dịch chuyển đến bộ ba kết thúc. Bộ ba kết thúc là có những bộ ba nào? Đó là UAA, UAG và UGA. Thì lúc đó nó sẽ dừng lại và chuỗi polypeptide nó sẽ tách ra khỏi ribosome, kết thúc quá trình dịch mã. Vậy nguyên tắc cũng là nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc khuôn mẫu. Vậy khuôn mẫu này đó chính là mRNA. Vậy cô có thể so sánh giữa sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực. Nhân thực các bạn nha. Về nhân đôi thì sinh vật nhân sơ nó có chỉ có một đơn vị nhân đôi, còn sinh vật nhân thực thì có rất là nhiều đơn vị nhân đôi. Về quá trình phiên mã của nhân sơ thì mRNA sau khi phiên mã nó sẽ trực tiếp làm khuôn để thực hiện quá trình dịch mã tổng hợp protein. Còn nhân thực thì nó có cắt bỏ các đoạn in trong và nối các đoạn exon lại với nhau tạo thành mRNA trưởng thành, sau đó nó mới tổng hợp protein. Còn dịch mã thì dịch mã diễn đối với nhân sơ thì nó diễn ra gần như đồng thời với quá trình phiên mã. Còn đối với nhân thực thì có sự sắp xếp tạo thành mRNA trưởng thành, tức là phiên mã xong thì nó mới tiến hành dịch mã. Vậy có thể cô nói lại cái mối quan hệ giữa ADN, ARN và protein. Vậy ADN là gen đây có hai mạch. Lấy mạch gốc
3 phải này thực hiện quá trình phiên mã tạo thành mRNA. 3 thì đi với 5. T, A, A, U, X, G. Tương tự như thế. Và thực hiện quá trình dịch mã. Vì dịch mã thì nó sẽ đọc theo bộ 3 các bạn. Chỗ này A, U, G thì gắn với là U, A, X tạo nên cái axit amin đầu tiên là methionine. Tiếp tục bộ 3 tiếp theo tạo nên axit 1, axit 2, axit 3 vân vân. Và nó sẽ cắt bỏ cái axit amin mở đầu methionine này để tạo nên chuỗi polypeptide trưởng thành. Đây chính là về bản chất về mối quan hệ giữa ADN, ARN và protein. Cô có bảng tổng kết so sánh giữa nhân đôi, phiên mã và dịch mã. Cái này các bạn có thể chụp lại màn hình để có thể là hệ thống lại kiến thức về nguyên tắc enzyme diễn biến kết quả và ý nghĩa thì cô vừa trình bày ở mỗi giai đoạn. Đây là bảng tổng hợp lại để các bạn có thể có sự so sánh để khi làm trắc nghiệm các bạn không có bị nhầm lẫn. Về nguyên tắc và ba cái này đều có nguyên tắc bổ sung. Nguyên nhân đôi là có giữ lại một nửa tức là bán bảo tồn, hai cái này là khuôn mẫu. Về enzyme thì nhân đôi có ba loại enzyme. Enzyme đầu tiên là enzyme thấu xoắn, enzyme thứ hai là enzyme ADN bond và enzyme thứ ba đó là enzyme ligase. Và tuy nhiên nó có đoạn đây là đoạn mồi. Còn phiên mã thì nó chỉ có một loại enzyme làm chức năng làm những chức năng của giống như bên ADN. Và diễn biến thì có những giai đoạn như thế này. Bây giờ cô có một số câu hỏi ôn tập lại các nội dung chúng ta vừa tìm hiểu. Câu hỏi đầu tiên, trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mũ chặt tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn? Các bạn có thể trả lời qua thanh chat. Các bạn có thể làm trong thời gian 1 phút rồi cô sửa xong. Các bạn đọc câu hỏi trên màn hình và gửi đáp án qua các tài khoản cẩm lệ 1 các bạn. Rồi cô sửa. Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chặt tế bào có một mạch được tổng hợp liên tục, còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn? A. Vì enzyme ADN bond chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5-3. B. Vì enzyme ADN bond chỉ tác dụng lên một mạch. C. Vì enzyme ADN bond chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3-5. D. Vì enzyme ADN bond chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5-3. Để thấy các bạn đây là đáp án nào? Đáp án nào các bạn? Nãy giờ các bạn có nghe cô giảng không? Rồi, Như Ngọc A. A là chính xác rồi các bạn. Vì sao? ADN bond lúc nãy cô nói rồi chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5-3. Câu B. Vì enzyme chỉ tác dụng lên một mạch là sai, nó tác dụng lên cả hai mạch cho nên câu C và câu D cũng sai luôn. Vậy câu 1A. Chúng ta đến câu 2. Khi nói về hoạt động của các enzyme trong cơ chế di truyền ở gốc phân tử thì phát biểu nào sau đây là đúng? Khi nói về hoạt động của các enzyme trong các cơ chế di truyền ở cấp phân tử, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Enzyme ADN bond là loại enzyme có khả năng thấu xoắn và xúc tác cho quá trình nhân đôi ADN. B. Enzyme ARN bond trượt theo mạch màu gốc trên gen để tổng hợp phân tử mRNA trong quá trình phiên mã. C. Enzyme ligase có tác dụng lắp ráp các nu tự do của môi trường vào các đoạn Okazaki. D. Enzyme ADN bond có chức năng tổng hợp mạch mới theo chiều 3-5. Vậy các bạn làm câu này cô coi thử nào. Những câu hỏi cô đưa ra là mới ở mức độ 1-2 thôi đó các bạn. Rồi có bạn nào có đáp án không nào?
Enzyme ADN bone có chức năng gì nào? Quá trình nhân đôi có 3 loại enzyme ADN bone, chức năng là lắp ráp, kéo dài, tổng hợp, từ nào cũng được. Có enzyme tháo xoắn và enzyme ligase là enzyme nối. Vậy cô vừa gợi ý xong thì theo các bạn đó là đáp án nào? Các bạn nào có đáp án khác không? Adenine polymerase là loại enzyme có khả năng thấu xoắn. Thấu xoắn là sai rồi. Vậy câu A chắc chắn sai. Bây giờ câu B. Adenine pol trượt theo mạch máu gốc trên gen để tổng hợp nên phân tử mRNA. Vậy câu B đúng. Câu C, enzyme ligase chức năng của nó là nối, vậy sai. Enzyme ADN bone có chức năng tổng hợp mạch mới theo chiều 5-3, cho nên câu D sai. Và các bạn làm đúng theo những cái lý thuyết đưa ra, các bạn học thuộc lý thuyết thì chắc chắn sẽ làm được những câu ở mức độ 1-2 như thế này. Các bạn đến với câu thứ 3. Quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân thực có đặc điểm nào? Lúc nãy cô vừa mới so sánh giữa nhân sơ và nhân thực rồi. Các bạn làm con nào cho cô nào? Có 7 ý. Ý thứ nhất diễn ra ở trong nhân tại kỳ trung gian của quá trình phân bào. Ý thứ hai diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bổ toàn. Ý thứ ba, cả hai mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới. Ý thứ tư, đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều 5-3. Ý thứ năm, một đoạn phân tử ADN tự nhân đôi. Hai mạch mới được tổng hợp đều được kéo dài liên tục với sự phát triển theo chặt chữ Y. Ý thứ 6, qua một lần nhân đôi ADN tạo ra hai mạch con có cấu trúc giống mẹ. Ý thứ 7, enzyme nối chỉ tác động vào một mạch khuôn của quá trình trong một đơn vị tế bào. Vậy có bao nhiêu phát biểu đúng trong 7 phát biểu trên? Vậy câu 3 đáp án nào các bạn? Vậy ý thứ nhất là đúng hay sai? Chưa các bạn nào trả lời câu 3 luôn. Một bạn nói là câu 3C. Các bạn nào có đáp án khác? Câu 3C đó là những ý nào bạn? Vậy các bạn trả lời cho cô là có bao nhiêu đó đúng, đó là những ý nào? Làm những câu này cũng hay xui. Và chúng ta tìm hiểu câu đầu tiên. Diễn ra trong nhân tại kỳ trung gian. Vậy trong cái 5 cái đặc điểm mà cô và các bạn cùng tìm hiểu ở mỗi cơ chế thì đây chính là đáp án đúng. Diễn ra trong nhân pha X của kỳ trung gian. Ý thứ hai diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bổ toàn. Bổ sung là ATRX, bán bổ toàn tức là giữ lại một nửa. Câu này đúng. Ý thứ ba, cả hai mạch đơn đều là mạch khuôn để tổng hợp mạch mới. Như chúng ta vừa mới nói tức là bán bổ toàn đó các bạn, là hai mạch khuôn làm lại tổng hợp nên mạch mới, và ý này đúng. Đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều 5-3, theo các bạn đúng hay sai? Đoạn Okazaki hai đoạn mới thì đều được tổng hợp theo chiều 5-3, tức là mạch mới đều được tổng hợp theo chiều 5-3. Ý thứ tư, khi một phân tử ADN tự nhân đôi, hai mạch mới được tổng hợp đều là kéo dài. Vậy ý này chắc chắn sai, tức là một kéo dài, một gián đoạn, và ý này sai. Ý thứ 6, qua một lần nhân đôi ADN tạo nên hai ADN con giống y mẹ, vậy cái này đúng. Và ý thứ 7, enzyme nối chỉ tác động vào một mạch là sai, bởi vì trong cái chặt chữ Y, hai chặt chữ Y nó sẽ tạo nên một đơn vị tế bào và sẽ có những mạch trong cái đơn vị tế bào đó và nó sẽ nối lại cả hai mạch, hai cái đơn vị khác nhau.
Vậy đáp án đúng sẽ là câu D. Câu thứ tư. Vùng điều hòa của gen. Lúc nãy cô có nói một câu trắc nghiệm như thế này rồi. Bạn nào trả lời được câu thứ tư nào? Vùng điều hòa của gen nằm ở đâu? Bốn B. Rồi, có bạn nào có đáp án khác hay không? Như lúc nãy cô vẽ một cái đường thẳng ra, đầu 3 phẩy, 5 phẩy, mặt gốc, vùng điều hòa, vùng bão hóa và vùng kết thúc. Vậy đáp án sẽ là câu câu gì các bạn? Câu A. Rồi, bạn sửa lại đáp án đúng rồi. Nằm ở đầu 3 phẩy của mặt gốc chứ không phải mặt bổ sung, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phi mã. Tiếp tục, câu thứ 5. Khi nói về cơ chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định nào sau đây sai? A. Axit amin mở đầu trong quá trình dịch mã là methionine. Nhận định sai các bạn nghe. B. Khi dịch mã, ribosome dịch chuyển theo chiều 53 trên phân tử mRNA. C. Trong cùng một thời điểm có thể có nhiều ribosome tham gia vào dịch mã trên cùng một phân tử mRNA. D. Khi ribosome tiếp xúc với mã UGA thì quá trình dịch mã dừng lại. Vậy câu 5 đáp án gì? Bạn nào làm câu 5 đi cô coi thử nào. Năm D chưa chính xác rồi. Fibrosome tiếp xúc vào, các bạn nhớ có 3 bộ mã kết thúc, đó là UAA, UGA và UAG. Vậy nó gặp UGA là chính xác là nó dừng. Vậy câu 5D đúng. Đề hỏi là câu sai. Rồi một bạn trả lời đúng rồi. Vậy ribosome dịch chuyển theo chiều 53 mà trên đề là 35, cho nên câu này sai. Vì B sai cho nên chúng ta chọn D. Và chúng ta đi tìm hiểu một vài câu hỏi trắc nghiệm. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo về điều hòa hoạt động của gen. Vậy điều hoạt động của gen thì chúng ta tìm hiểu đầu tiên, đó là điều hòa hoạt động thông qua quá trình nào. Vậy đây chính là mối liên hệ giữa ADN, ARN, protein và tính trạng. Vậy điều hòa hoạt động gen tức là điều hòa quá trình này. Vậy chúng ta tìm hiểu hoặc điều hòa đầu tiên, điều hòa ở sinh vật nhân sơ. Điều hòa ở sinh vật nhân sơ. Vậy đầu tiên chúng ta tìm hiểu về cấu tạo. Vậy nhìn vào hình này các bạn có thể trả lời cho cô biết là operon block gồm những bộ phận nào? Câu này rất là nhiều bạn bị nhầm. Các bạn theo dõi trên hình, đây chính là gen điều hòa. Thứ hai là operon block. Vậy operon block nó sẽ gồm bao nhiêu bộ phận các bạn? Operon block thì có gồm, tính từ vị trí này thôi, đó là vùng B, vùng O, vùng ZIA. ZIA này người ta gọi đó là gen cấu trúc. Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu B là gì, O là gì và R phía ngoài operon block này là gì. Và đầu tiên, vùng B viết tắt của chữ B, promoter. Vậy đây là vùng khởi động, vùng khởi đầu. Vậy tại vị trí B này, ARN nó sẽ bám vào và khởi động quá trình phiên mã. Các bạn nhớ nghe, đây là khởi động quá trình phiên mã. Một số đề nó sẽ bảy là quá trình dịch mã. Vậy tại vùng B thì vùng khởi đầu thì ARN nó sẽ bám vào khởi đầu quá trình phiên mã. Và ZIA này tức là gen cấu trúc, vậy nó sẽ quy định tổng hợp các enzyme tham gia vào phân giải đường lactose. Thứ ba đó là vùng O. Vùng O này chính là vùng vận hành. Vùng vận hành thì đây là enzyme protein ức chế, nó sẽ liên kết vào đây và nó sẽ chi phối hoạt động của cái ba loại gen này. Vậy cô nói lại, operon block thì có cấu tạo gồm 3 bộ phận. Bộ phận đầu tiên đó là B. B tức là ARN bond nó sẽ bám vào. Bộ phận thứ hai đó là gen cấu trúc, nó sẽ tổng hợp các enzyme phân giải lactose. Bộ phận thứ ba đó là bộ phận O. Đó là vùng vận hành, nó sẽ liên kết protein ức chế để chi phối hoạt động của quá trình của cái gen cấu trúc này. Vậy protein ức chế ở đâu ra? Protein ức chế là do cái gen điều hòa này tạo ra.
gen điều hòa này tạo ra, đó là tạo ra protein ức chế. Tạo ra protein ức chế nó sẽ gắn vào cái vùng vận hành này. Vậy nó cơ chế diễn ra như thế nào thì các bạn sẽ tìm hiểu phần tiếp theo. Cơ chế khi môi trường không có lactose thì nó sẽ như thế nào? Vậy dù môi trường có lactose hay không có lactose thì cái gen điều hòa này nó sẽ luôn luôn tổng hợp nên protein ức chế. Vậy tổng hợp protein ức chế thì sẽ thông qua quá trình phiên mã và dịch mã. Thông qua quá trình phiên mã và dịch mã thì nó sẽ tạo nên protein ức chế. Vậy khi này thì protein ức chế này nó có sẽ bám vào cái vùng ô này. Protein ức chế nó sẽ bám vào vùng ô. Vậy bám vào vùng ô này thì nó sẽ phá vỡ cấu trúc, nó sẽ làm thay đổi cấu trúc của vùng ô. Thì lúc này ARN pole nó sẽ không thể chạy qua được. Vậy quá trình phiên mã và dịch mã nó sẽ không hoạt động. Thì gen này nó sẽ không hoạt động. Vậy chúng ta có thể đưa ra kết luận rằng khi protein ức chế gắn vào vùng vận hành ô thì nó sẽ làm ức chế phiên mã của nhóm gen cấu trúc này. Và hiểu một cách đơn giản rằng tức là obronlactone thì nó có vai trò là phân giải lactose. Vậy khi không có lactose thì nó có cần phân giải nữa không các bạn? Vậy khi không có lactose thì nó không cần phân giải thì cái gen này nó sẽ không cần hoạt động. Vậy chúng ta sang cái đặc điểm thứ hai, đó là cơ chế khi môi trường có lactose. Vậy cũng tương tự như thế, khi môi trường có hay không có lactose thì gen điều hòa nó đều phiên mã và dịch mã để tạo nên protein ức chế. Vậy khi có lactose thì protein ức chế này, tức là lactose này nó giống như cái chất cảm ứng, nó sẽ gắn vào cái protein ức chế. Vậy lúc này các bạn thấy đây là protein ức chế, còn đây là bị cái lactose bám vào. Thì lúc này cái nó sẽ làm cho bất hoạt cái protein ức chế. Vậy khi bất hoạt rồi thì protein ức chế nó không thể bám vào đây được. Và chỗ này nó sẽ bình thường. Và bên này, cả quá trình này ARN pole nó sẽ chạy qua. Và lúc này nó sẽ thực hiện quá trình phiên mã dịch mã tại ba vị trí gen cấu trúc này. ARN pole nó sẽ chạy từ vị trí B chạy qua thực hiện quá trình phiên mã và dịch mã. Thì lúc này mRNA được tạo thành, nó sẽ tạo nên các loại protein Z, I, A. Thì lúc này nó sẽ phân giải lactose. Vậy khi phân giải lactose hết rồi thì sẽ như thế nào? Khi phân giải lactose hết rồi thì lactose có còn bám vào đây nữa không các bạn? Vậy khi phân giải lactose hết rồi thì lactose không còn bám vào đây nữa, thì lúc này protein ức chế nó sẽ bám vào vùng ô. Thì lúc này nó sẽ dừng quá trình tạo nên các loại cái protein này. Thì đó chính là toàn bộ về cơ chế khi môi trường không có hoặc là khi môi trường có lactose. Và chúng ta sang phần tiếp theo, đó là điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực. Thì điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực thì nó diễn ra rất là phức tạp. Và bởi vì ADN các bạn, nó có cấu trúc phức tạp hơn trong những sắc thể. Và đa số ADN có vai trò điều hòa hoặc là ở trạng thái không hoạt động. Vậy chỉ có một lượng nhỏ ADN nó sẽ mang thông tin mã hóa di truyền. Vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu về cấu trúc nhiễm sắc thể. Và nhiễm sắc thể như thế nào? Đầu tiên đây là các ADN nó các bạn xoắn kép. Vậy đường kính của nó là 20 angstrom hay là 2 nanomet. 20 nanomet, tôi nhầm chỗ này rồi. Rồi, vậy nó sẽ quấn quanh 8 protein histone 1/3/4 vòng để tạo nên nucleosome. Và các nucleosome sẽ xoắn tạo nên sợi cơ bản có đường kính là 11 nanomet. Rồi thứ hai tạo nên sợi chất nhiễm sắc là đường kính là 30 nanomet. Và nó sẽ xoắn tạo nên sợi siêu xoắn 300 nanomet. Và cuối cùng là sợi tạo nên chromatic có đường kính là 700 nanomet. Và các bạn học thuộc về cái đường này, đôi khi sẽ hỏi về cái vị trí sắp xếp của các từ ADN đến sợi cơ bản, sợi chất nhiễm sắc, sợi siêu xoắn hoặc là chromatic. Hoặc là cũng có thể hỏi về sợi siêu xoắn có đường kính bao nhiêu. Thì các bạn học những câu này để lấy điểm của ở mức độ 1. Bây giờ chúng ta tìm hiểu xong về cái cơ chế điều hòa của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực, thì các bạn trả lời cho cô một số câu hỏi nào. Câu 1, trong cơ chế điều hòa của hoạt động của obronlactone, enzyme ARN pole thường xuyên phiên mã ở loại gen nào sau đây? Câu 1 đáp án gì các bạn? Một A, chính xác rồi. Lúc nãy cô cũng vừa mới nói một A. Đây là gen điều hòa, dù có hay không có thì nó sẽ luôn luôn tạo nên cái
protein ức chế. Tiếp tục câu hỏi thứ hai. Khi nói về ô rong lấp ở vi khuẩn E. coli thì có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? Ý thứ nhất, gen điều hòa không nằm trong thành phần ô rong lấp. Ý thứ hai, vùng vận hành là nơi ARN bond bám vào và khởi đầu phiên mã. Ý thứ ba, khi môi trường không có lấp thì gen điều hòa không phiên mã. Ý thứ tư, khi gen cấu trúc ZY phiên mã 11 lần thì gen cấu trúc A cũng phiên mã 11 lần. Vậy đó là những ý nào? Và các bạn chọn đáp án nào? Một, hai, bốn. Các bạn xem lại cái hình cô vừa mới nói. Đây là mô hình ô rong lấp. Vậy ARN nó sẽ bám vào vị trí B hay là vị trí O? Hai và bốn chính xác rồi. Và ý thứ nhất, gen điều hòa có nằm trong mô hình ô rong lấp hay không? Chắc chắn là không. Và ý thứ nhất đúng, gen điều hòa không nằm trong thành phần ô rong lấp. Ý thứ hai, vùng vận hành. Và ý thứ hai là ARN bond bám vào, và ARN bond sẽ bám vào B, còn O là A protein ức chế, được chưa nào? Và ý thứ hai sai. Ý thứ ba, khi môi trường không có lắc tô do thì gen điều hòa không phiên mã. Vậy ý thứ ba nó mâu thuẫn với câu một chúng ta vừa mới sửa. Vậy ý thứ tư, ZIA nó cùng nằm trong một cụm, vậy ZI phiên mã bao nhiêu lần thì A cũng phiên mã bấy nhiêu lần. Vậy có hai ý đúng là ý một và ý bốn. Vậy đáp án sẽ là câu D. Câu thứ ba, câu này hơi dài, các bạn chịu khó đọc một tí. Hơi dài nhưng nó cũng rất là dễ, truyền hình là được. Hình bên dưới mô tả cấu trúc của overon ở sinh vật nhân sơ theo mô hình điều hòa overon lấp. Được Sapkow và Mono, hai nhà khoa học người Pháp phát hiện ở vi khuẩn E. coli vào năm 1961. Quan sát hình dưới đây và cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng. Các bạn đã có hình sẵn rồi, bây giờ chúng ta đọc 5 ý để tìm ra cái phát biểu đúng cho cô nè. Thời gian 1 phút các bạn nha, cố gắng làm vì chúng ta vừa mới nghe cô giảng xong. Hình như rất là ít bạn tham gia học thì phải. Các bạn ít tương tác kìa. Cô vừa mới giảng xong mà. Ví dụ trong những cái tiết ôn tập này thì thay vì chúng ta ngồi đọc là sách vở thì các bạn có thể là vừa lấy sách vở ra đó, cô giáo trên này giảng cái gì thì các bạn tích vào đó, hoặc là tô đậm màu lên một tí xíu thì các bạn sẽ có những cái nội dung chính cốt lõi để các bạn ôn tập một số câu về mức độ 1, 2, 3 chẳng hạn. Rồi nãy giờ bạn Như Quỳnh tương tác rất là nhiều. Bạn làm cũng đúng nhiều. Rồi, bạn Hiền 134. Rồi, rất là nhiều đáp án khác nhau. Giờ các bạn đọc kỹ một lần nữa để cô sửa nè. Vậy thứ nhất đúng hay sai? Gen điều hòa nằm cạnh nhóm gen cấu trúc mang thông tin mã hóa cho protein ức chế. Đúng hay sai các bạn? Gen điều hòa là đây nè, nằm cạnh nhóm gen cấu trúc là đúng hay sai? Gen cấu trúc là đây nè. Vậy nó nằm sai nhau hoàn toàn. Vậy sai. Ý thứ hai, vùng vận hành ô là đây, nằm trước gen cấu trúc là đúng. Nơi enzyme phiên mã bám vào là sai. Vùng ô thì cái gì sẽ bám vào? Vùng ô thì là protein ức chế sẽ bám vào. Đọc kỹ từng chữ thì sẽ làm được. Ý thứ ba, overon bao gồm 3 thành phần được sắp xếp liên tục từ vùng O, vùng B, vùng Z, IA là đúng hay sai các bạn? Nhìn lại phía trên này, vùng B, vùng O mới Z, IA mà đáp án nói là OB, vậy cái này là sai. Và ý thứ ba sai.
Ý thứ tư, vùng khởi động B của Obroblock nằm kế vùng vận hành. Vùng khởi động B nằm kế vùng vận hành, liên kết với enzyme ADN bond, và ý thứ tư đúng. Ý thứ năm, gen điều hòa R là đây, nằm trước vùng vận hành O. Vậy trước vùng vận hành O là sai. Vậy có một ý đúng, đó là ý 4. Vậy đáp án sẽ là câu C. Vậy mỗi từ sẽ có, mỗi câu, một ý như thế này sẽ có những cái từ đúng, từ sai. Các bạn đọc kỹ đề. Ví dụ từ này nó là sai, là nằm cạnh, nằm cạnh gen cấu trúc là nó sai. Vậy có các bạn đọc kỹ như thế, các bạn sẽ loại trừ để làm một số câu đáp án mang tính đúng sai như thế này. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo về biến dị. Biến dị thì có hai nội dung chính, đó là biến dị không di truyền và biến dị di truyền. Biến dị không di truyền đó chính là thường biến. Về biến dị di truyền có biến dị tổ hợp và đột biến. Về biến dị tổ hợp và thường biến thì các bạn sẽ học ở chương sau. Và ngày hôm nay chúng ta chỉ học về đột biến này thôi. Vậy đột biến có hai loại, đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể. Về đột biến gen thì có ba loại. Loại đầu tiên đó là đột biến thay một cặp. Loại thứ hai đó là đột biến mất một cặp. Và loại thứ ba đó là đột biến thay thế một cặp nu. Về đột biến nhiễm sắc thể thì có hai loại, đột biến cấu trúc và đột biến số lượng. Đột biến cấu trúc thì có bốn loại, đó là mất đoạn, lập đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn. Về đột biến số lượng thì có hai loại, đột biến lệch và đột biến đa một. Và chúng ta cùng tìm hiểu nội dung đầu tiên, đó là đột biến gen. Trong phần đột biến gen, các bạn cần nhớ cho cô thứ nhất khái niệm là gì, thứ hai gồm những loại nào, thứ ba nguyên nhân và cơ chế xảy ra, và thứ tư đó chính là hậu quả và vai trò. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cái đầu tiên, khái niệm đột biến gen. Đột biến gen là gì? Các bạn có thể nhìn thấy đây như là sự sai khác, không vâng. Và đột biến gen tức là những biến đổi trong cấu trúc của gen. Và thứ hai nữa là nó liên quan đến một hoặc là một số cặp nu. Vậy một cặp nu thì người ta gọi đây là đột biến điểm. Cái thứ ba nữa là thể đột biến. Thể đột biến là gì? Tức là những cá thể, những cá thể mang đột biến đã biểu hiện lên kiểu hình, tức là những cái đột biến mà chúng ta đã thấy được. Vậy đó gọi là thể đột biến. Về phân loại, chúng ta tìm hiểu về số 1 trước. Và các bạn thấy xong, số 1 này là cặp TAGXATTAXG. Thì các bạn thấy chuyển sang này, bên này có 5 cặp, bên này còn có 4 cặp. Vậy đây nó chính là đột biến về mất một cặp nu. Vậy khi mất một cặp nu thì mất cặp nu nào các bạn? Mất một cặp nu XG. Vậy mất một cặp nu thì N của nó sẽ giảm đi bao nhiêu các bạn? Một cặp tức là 2 nu thì N sẽ giảm đi 2. Còn mất cặp GX thì hydro sẽ giảm đi 3, bởi vì GX là 3 liên kết hydro. Vậy mất một cặp AT thì N đột biến sẽ bằng N trừ 2, còn hydro đột biến là hydro trừ 2. Tương tự mất một cặp GX thì hydro đột biến sẽ là hydro trừ 3. Tức là công thức tính hydro lúc nãy chúng ta vừa mới tìm hiểu rồi. Vậy bây giờ AT là 2 cho nên trừ 2, GX là 3 cho nên sẽ là trừ 3. Rồi chúng ta tìm hiểu về cái loại đột biến thứ 3, thứ 2. Vậy các bạn thấy bên này 1, 2, 3, 4, 5, bên này có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy 6 cặp, bên này 5 cặp, tức là đột biến thêm một cặp nu. Vậy thêm cặp nu cuối cùng các bạn, đó là thêm một cặp TA. Vậy thêm một cặp thì chắc chắn số nu của nó sẽ một cặp tức là 2, số nu của nó thêm 2. Còn hydro của nó sẽ tăng 2 hoặc là 3 tùy vào cái cặp chúng ta xét. Vậy thêm một cặp AT thì hydro sẽ cộng 2, bởi vì AT là 2 liên kết hydro. Thêm một cặp GX thì GX hydro sẽ là cộng 3, bởi vì hydro sẽ của GX là 3 liên kết hydro, còn số nu sẽ là tăng 2. Rồi đột biến thứ 3 thì các bạn thấy cặp đầu tiên đó là cặp T, cặp thứ hai cặp G, nhưng cặp thứ ba là AT, thì chỗ này cặp thứ ba đó là GX. Vậy đây sẽ là đột biến thay thế một cặp nu. Vậy các bạn thấy thay thế thì số nu có thay đổi hay không? Thay thế thì số nu không thay đổi, tuy nhiên số liên kết hydro sẽ thay đổi. Vậy bên này AT là 2, còn bên này GX là 3, thì lúc này thay thế thì hydro sẽ tăng 1. Ngược lại nếu như thay thế từ GX mà sang AT thì hydro sẽ giảm 1.
tức là cô viết tắt là header đột biến bằng hero cộng trừ 1 cộng, tức là khi AT thành GX, còn trừ tức là GX thành AT. Đây tức là các dạng đột biến cũng như là một số cái công thức về giải bài mà cô đưa ra cho các bạn. Cơ chế. Cơ chế ở đây có hai cơ chế. Cơ chế đầu tiên đó là do Bayer nitơ hiếm. Bayer nitơ hiếm bởi vì là trong tế bào thì một số loại Bayer nitơ hiếm này nó có những vị trí hiện các hero bị thay đổi, cho nên nó kết cặp trong không đúng trong quá trình nhân đôi ADN, cho nên nó phát sinh đột biến. Ví dụ như chỗ này là G với X sẽ là ba liên kết hero. Vậy tuy nhiên nó kết cặp không đúng thì nó cặp với T là hai liên kết hero. Vậy khi quá trình nhân đôi ADN thì nó sẽ bị kết cặp sai ở lần nhân đôi tiếp theo. Lúc này thì cặp GX ban đầu nó sẽ bị thay đổi thành cặp AT. Đây là do Bayer nitơ hiếm nó có những cái liên kết hero không đúng, kết cặp không đúng trong quá trình nhân đôi ADN. Vậy tác tiếp theo đó là do tác nhân gây đột biến, có những tác nhân là lý hóa sinh. Đầu tiên lý là do ti tử ngoại, thì ti tử ngoại nó có thể là làm cho hai Bayer nitơ, hai Bayer timin trên cùng một mạch nó liên kết với nhau tạo nên đột biến. Hoặc thứ hai là tác nhân hóa học là 5BO. 5BO đây là đồng đẳng của timin, nó có thể gây thay thế AT thành GX. Vậy cơ chế như sau. Vậy AT nó đồng đẳng với timin cho nên A đi với 5BO, và 5BO này nó có thể kết cặp được với G. Vậy cho nên là từ AT nó sẽ thay thế thành GX. Và các bạn có thể nhớ hai cái loại này và thi quá trình làm bài trắc nghiệm. Ti tử ngoại là hai Bayer timin trên cùng một mạch nó liên kết với nhau. Còn 5BO là thay thế AT thành GX. Tác nhân thứ ba đó là tác nhân sinh học, ví dụ như một số loại virus nó gây ra đột biến gen. Và chúng ta tìm hiểu về cái hậu quả. Vậy hậu quả của đột biến gen thay thế một cặp nu có những trường hợp sau đây. Thứ nhất là đột biến nhầm nghĩa. Nhầm nghĩa là gì? Thì các bạn có thể thêm cái ví dụ cô đưa ra. Nhầm nghĩa tức là biến đổi bộ ba quy định axit amin này thành bộ ba quy định axit amin khác. Nhầm tức là có thể tạo ra cái axit amin khác. Ví dụ như ở đây là UUA bị đột biến thành UUX thì UA là lysine, còn UUX thì phenylalanine. Vậy nhầm nghĩa tức là từ axit amin này tạo nên axit amin khác, cho nên gọi là đột biến nhầm nghĩa. Đột biến thứ hai đó là đột biến vô nghĩa. Vô nghĩa tức là gặp tín hiệu kết thúc. Ví dụ như sau. Ví dụ như biến đổi bộ ba quy định axit amin này thành bộ ba kết thúc. Ví dụ như UUA, cô lấy ví dụ giống như phía trên. Nó đột biến tạo thành đột biến nuôi thứ hai các bạn này, tạo thành UAA. Vì UAA là mã kết thúc. Mã kết thúc cho nên nó dừng lại quá trình phiên mã và quá trình dịch mã của mình. Cho nên chỗ này gọi là đột biến vô nghĩa. Đột biến thứ ba đó là đột biến đồng nghĩa. Đồng nghĩa tức là chức năng của nó như nhau, là biến đổi bộ ba này thành bộ ba khác cùng mã hóa một axit amin. Đây là tính gì đó các bạn? Đây là tính thoái hóa, tức là hai bộ ba này nó cùng mã hóa ra lysine. Ví dụ như là UUA đột biến thành UUG. Vậy đột biến đồng nghĩa này thông thường nó đột biến ở nu thứ ba trong bộ ba. Đây là mang tính thoái hóa. Đột biến thứ tư đó là đột biến lệch khung. Lệch khung tức là cái khung dịch chuyển của nó bị sai lệch. Có nghĩa rằng tức là khi mắc một cặp nu ở vùng mã hóa thì nó sẽ thay đổi toàn bộ axit amin. Ví dụ như các bạn đếm từ 1 đến 10 mà nó mất đi thứ 5 thì các bạn phải đếm lại cái vị trí từ thứ 5 đó. Đây chính là đột biến lệch khung. Ví dụ như cô vừa mới đưa ra về vai trò, thì vai trò của nó là đối với tiến hóa thì đây là nguồn nguyên liệu sơ cấp. Các bạn nhớ nghe, đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp. Và đối với thực tiễn thì đã cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống. Vậy vai trò chung của nó là cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa. Cô tóm gọn lại như sau. Đột biến gen, trong những phần cô vừa mới trình bày thì thứ nhất khái niệm, phân loại, nguyên nhân cơ chế, hậu quả và vai trò. Vậy cô tóm gọn lại các bạn như thế này. Rồi chúng ta đến với phần tiếp theo nào. Đột biến nhiễm sắc thể. Đột biến nhiễm sắc thể thì lúc nãy cô vừa mới nói rồi, có hai loại đột biến cấu trúc và đột biến số lượng. Đột biến cấu trúc thì có mất đoạn, lập đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng nội dung. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Vậy đầu tiên cũng là khái niệm,
phân loại, nguyên nhân, cơ chế, hậu quả và vai trò. Vậy cấu trúc nguyên hợp thể, tức đây tên gọi của nó cũng đã nói lên được rồi, tức là sự sắp xếp lại các gen nằm trong cái nhiễm sắc thể. Vậy khái niệm là biến đổi trong cấu trúc nhiễm sắc thể, tức là sắp xếp lại các gen trên nhiễm sắc thể và giữ các nhiễm sắc thể với nhau. Vậy có những loại nào? Trong sơ đồ vừa rồi cô mới đưa ra thì cũng nói rồi, thứ nhất là mắc đoạn, thứ hai là lập đoạn, thứ ba là đảo đoạn, thứ tư là chuyển đoạn. Và chúng ta tìm hiểu luôn cái nguyên nhân cơ chế rồi chúng ta sẽ đi sâu vào cái mỗi loại. Về nguyên nhân, tức là do các tác nhân đột biến làm cho đứt gãy nhiễm sắc thể, rối loạn nhân đôi hoặc là trao đổi chế không đều giữa các nhiễm sắc thể. Hậu quả là làm hỏng các gen, làm mất cân bằng gen và tái tạo lại cấu trúc của các gen trên nhiễm sắc thể, và đây là thường gây hại cho thể đột biến. Và vai trò của nó cũng là nguyên liệu cho trộn giống và tiến hóa. Và giữa đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể thì đột biến gen nó bị cái tác hại của nó ít hơn, cho nên đột biến gen thì đa số đột biến gen là nguyên liệu cho quá trình trộn giống và tiến hóa. Tuy nhiên cả hai đột biến đều là nguyên liệu hết. Và chúng ta tìm hiểu. Đầu tiên, các bạn thấy A, B, C, D, E, tâm động, F, G, H, đây tức là một cái nhiễm sắc thể ban đầu. Và chuyển sang bên này, các bạn thấy là A, B, C mất đi đoạn E đến mất đi đoạn D đến E, F, G, H, và đây chính là đột biến mất đoạn. Vậy vô làm trắc nghiệm có thể là không vẽ hình như thế này, tuy nhiên đọc tên từng đoạn và bảo các bạn xác định đúng cái loại đột biến cấu trúc đó, thì các bạn cứ đọc A, B, C mất chỗ nào thì đó chính là mất đoạn. Đột biến thứ hai là đột biến, các bạn thấy A, B, C, các bạn thấy phần in đậm. Bên này có B, C rồi, thêm một B, C nữa. Vậy cái đoạn B, C nó lặp lại, và đây là đột biến lặp đoạn. Tiếp theo các bạn nhìn phần in đậm, ở đây là A, B, C, D. Nhưng bên này là A, D, C, B, và các bạn thấy B, C, D bên này nó đứt ra, nó quay ngược 180 độ, nó gắn vào, trở thành D, C, B, và đây chính là đột biến đảo đoạn. Đột biến bên này hai cặp, hai chiếc. Vậy AB bên này, MNO bên này. Vậy AB nó sẽ chuyển xuống phía dưới đổi thành AB, BQ theo cái đi nhiễm sắc thể phía dưới. Còn MNO bên này nó chuyển thành MNO CDE. Vậy bên này chuyển hai đoạn, bên này chuyển ba đoạn, và cái này chuyển một phần qua đây, một phần qua lại. Vậy cả hai cái cùng chuyển, người ta gọi đây là chuyển đoạn tương hỗ. Vậy đây là khái niệm, đặc điểm cũng như là hậu quả và vai trò của một số của bốn loại đột biến cấu trúc mà chúng ta vừa mới tìm hiểu. Về đột biến mất đoạn, vì nó mất đi một đoạn cho nên số lượng nhiễm sắc thể của nó sẽ giảm đi và làm mất cân bằng gen. Vậy hậu quả của nó là thường gây chết hoặc là giảm sức sống. Và có một số ví dụ như là mất đoạn ở nhiễm thể số 21 thì gây ung thư máu ở người. Lặp đoạn thì một đoạn nhiễm sắc thể nào đó nó sẽ được lặp đi lặp lại một lần hoặc là nhiều lần, thì lúc này lặp lại như thế thì nó sẽ làm tăng lên số lượng cái gen liên kết và chiều dài của nó cũng tăng. Vậy khi chiều dài tăng thì nó sẽ mất cân bằng gen. Tuy nhiên nó hậu quả của nó cũng không gây hậu quả nghiêm trọng, và nó có thể làm tăng hoặc là làm giảm. Ví dụ cái gen lặp lại đó là có chức năng tốt thì có chức năng biểu hiện tốt, tăng thì nó sẽ làm tăng hoặc là giảm thì nó, theo cái gen mà cái đoạn mà nó vừa mới lặp lại. Và ví dụ như là lúa mạch lặp đoạn nhiễm sắc thể thì làm tăng hoạt tính của enzyme amylase và người ta ứng dụng trong sản xuất bia. Còn đảo đoạn tức là một đoạn nào đó bị đứt ra quay 180 độ nối lại, và cái này thì nó làm thay đổi trình tự phân bố của các gen và nó sẽ thay đổi hoạt động của gen. Và ở đây là nó là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. Về chuyển đoạn tức là sự trao đổi giữa sự trao đổi đoạn trong nhiễm thể hoặc là giữa các nhiễm sắc thể với nhau, thì cái này có thể gây chết hoặc là mất khả năng sinh sản và nó cũng đóng góp trong quá trình hình thành loài mới. Chúng ta tìm hiểu về cái đột biến thứ hai, đó là đột biến số lượng. Đột biến số lượng thì có hai loại, đó là đột biến lệch bội và đột biến đa bội. Chúng ta tìm hiểu về đột biến lệch bội đầu tiên. Về số lượng, vì số lượng nhiễm sắc thể, số lượng các bạn, tức là nó sẽ liên quan đến cả chiếc nhiễm sắc thể đó luôn. Còn lúc nãy cấu trúc là liên quan đến cá tạo trong một chiếc, và bây giờ liên quan cả chiếc luôn. Và khái niệm của nó sẽ là đột biến thay đổi số lượng nhiễm sắc thể ở một hoặc là một số cặp nhiễm sắc thể.
Vì có những dạng nào? Thì có rất là nhiều dạng, ví dụ như là một nhiễm, không nhiễm. Một nhiễm thì ban đầu 2N, vì nó luôn luôn ở trạng thái lưỡng bội. Mất đi một chiếc là một nhiễm, là trừ 1. Vậy thêm một chiếc là cộng 1, tức là thêm một chiếc nữa là 3. Không nhiễm là nó mất đi 2 chiếc, còn 4 nhiễm là nó thêm 2 chiếc. Và thông thường thì hai cái loại này là hai loại phổ biến nhất, là thể một nhiễm 2N trừ 1 và thể ba nhiễm 2N cộng 1. Vậy nguyên nhân, tức là do tác động của đột biến thì một số cặp nó không phân ly trong quá trình nguyên phân và giảm phân đó các bạn. Về hậu quả thì nó sẽ giảm sức sống, giảm khả năng sinh sản và có thể gây chết. Về vai trò thì nó cũng bất kỳ cái đột biến nào nó cũng cung cấp cho quá trình tiến hóa hết. Và người ta có thể sử dụng lực bộ để xác định được vị trí của gen trên những cá thể. Về một số vai trò các bạn chú ý, cái nào mà ứng dụng được đó, thì sẽ hay hỏi trong quá trình, trong các đề thi, các bạn chú ý về cái vai trò của một số loại đặc biệt. Về đột biến đa bộ thì có hai loại, tự đa bộ và dị đa bộ. Dị tức là sự sai khác trong nguồn nhiễm sắc thể. Vậy khái niệm tự đa bộ là gì? Tự đa bộ tức là đột biến làm tăng số nguyên lần, tức là tăng nguyên cả bộ luôn. Tức là đột biến làm tăng số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể của loài và chắc chắn sẽ lớn hơn 2N rồi, vì bản thân mỗi loài sẽ là 2N. Dị đa bộ tức là có sự khác nhau trong bộ nhiễm sắc thể, tức là làm tăng số bộ nhiễm thể của hai loài khác nhau trong tế bào. Vậy tự đa bộ có những dạng nào? Ví dụ là lẻ là 3N, 5N, còn chẳng là 4N, 6N, không thể có 2N, vì 2N nó đang ở thể lưỡng bộ. Còn dị đa bộ ở đây là thể song nhị bộ, tức là chỗ này có thiếu số 2 rồi. Tức là 2N của bộ 1 và 2N của bộ 2, tức là 2N1 và 2N2. Sửa lại, đợi cô một tí. Tức là song nhị bộ, tức là bộ nhiễm thể của hai loài. Nguyên nhân đối với tự đa bộ đó là do tác nhân đột biến thì tất cả các cặp nhiễm thể không phân ly. Nó đã nhân đôi rồi nhưng mà nó không phân ly. Còn bên này đó là do lai xa và đa bộ hóa. Lai xa là lai giữa hai loài, còn đa bộ hóa là để làm tăng gấp đôi bộ nhiễm sắc thể lên. Hậu quả cả hai cái loài là đa bộ lẻ. Vì đa bộ lẻ là nó không có cặp nhiễm thể tương đồng cho nên nó không thể, không có khả năng trong quá trình sinh sản hữu tính. Còn đa bộ chẳng và dị đa bộ thì sinh sản bình thường. Về vai trò của nó là góp phần hình thành loài mới và đặc biệt ở đây là thực vật có hoa. Vậy bây giờ có một số câu hỏi trắc nghiệm cô đưa ra, các bạn có thể là trả lời cho cô nè. Ở một số loài nhiễm sắc thể số 1 có trình tự sắp xếp các gen như là A, B, C, D, E, G, H. Sau khi được biến nhiễm thể này là A, B, G, E, D, C, H. Vậy theo các bạn đây là dạng đột biến nào? A mất, B lập, C chuyển, D đảo. Rồi. Các bạn trả lời rất là nhanh. Câu D. Ví dụ các bạn thấy A, B là giống nhau rồi nè. Bây giờ H cũng giống nhau rồi nè. Bây giờ chúng ta đọc C, D, E, G. Thì bên này là C, D, E, G. Và đây chắc chắn là đột biến. Câu D đúng rồi. Đảo đoạn. Câu thứ hai. Các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng đối với đột biến đảo đoạn? Rồi câu D đúng rồi. Vậy câu 2 các bạn. Đột biến đảo đoạn, một là làm thay đổi trình tự phân bố của gen, hai làm giảm hoặc tăng số lượng gen, câu 3 là làm thay đổi thành phần gen, câu 4 là có thể làm giảm khả năng sinh sản. Vậy trong 4 ý trên, ý nào sẽ đúng về đột biến đảo đoạn? Câu B bạn nói là 2 và 3. Đột biến đảo đoạn các bạn nghe. Đảo đoạn tức là nó đứt ra, quay 180 độ gắn lại. Vậy câu 2 sẽ là đáp án nào? 2A. Rồi, 2A. Rồi, chúng ta xét ý đầu tiên, làm thay đổi trình tự bởi vì nó đứt ra, nó quay ngược lại. Viết giống dự như câu này, đã đột biến đảo đoạn. A, B, C, D, E, G, H thì lúc này là A, B, E, G, E, D, C, vậy nó sẽ thay đổi trình tự. Vậy ý 1 đúng. Ý 2. Rồi cô thấy đáp án rồi. Làm giảm hoặc tăng số lượng. Giảm là đột biến gì các bạn? Giảm là đột biến mất đoạn, tăng là đột biến lập đoạn. Vậy ý 2 sai.
Ý thứ ba, làm thay đổi thành phần gen. Vì cái này đứt ra, nó quay ngược, nó gắn lại, vậy thành phần gen của nó sẽ không thay đổi. Ý thứ tư, có thể làm giảm khả năng sinh sản. Vậy cái này đúng. Vậy có hai ý đúng, đó là ý 1 và ý 4. Vậy đáp án sẽ là câu A. Rồi các bạn trả lời chính xác. Câu thứ ba nè. Khi nói về đột biến đa bội, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng? Câu 3 các bạn. Câu 3 đáp án nào các bạn? Ý thứ nhất, đột biến dạng tứ bội vẫn có khả năng sinh sản hữu tính bình thường. Lúc nãy cô vừa kết luận rồi. Ý thứ hai, trong tế bào sinh dưỡng thể tứ bội như thể tồn tại thành từng cặp 4 chiếc, tứ bội 4 chiếc. Ý thứ ba, LISA kèm đa bội hóa có thể tạo dạng lai dị bội, dị đa bội. Ý thứ tư, để gây đột biến đa bội có hiệu quả, người ta thường xử lý tác nhân đột biến vào pha G2 của quá trình phân ba. Vậy có bao nhiêu đáp án đúng và đó là những đáp án nào? Ghi cụ thể ra cho cô xem thử nào. Vẫn chưa có bạn nào trả lời đúng hết. Có bao nhiêu đáp án đúng và đó là những ý nào? Một, hai, ba. Rồi. Các bạn nhớ cái kỳ trung gian là có ba pha. Pha G1X và G2. G1 diễn ra như thế nào? X thì diễn ra cái gì? G2 diễn ra cái gì? 1, 2, 4, 1, 2, 3. Ngược lại. Rồi bây giờ chúng ta tìm ra câu hỏi ý đầu tiên, đột biến dạng tứ bội vẫn có khả năng sinh sản. Trong bảng thống kê cô vừa mới nói, và ý này đúng. Ý thứ hai, trong tế bào sinh dưỡng thể tứ bội, tứ là gì các bạn? Tứ là 4, tức là nó có 4 chiếc nhiễm sắc thể. Ý thứ ba, LISA kèm ba đa bộ hóa. LISA là của hai loài, đa bộ hóa là nhân lên, và đây chính là dị đa bội. Và ý này đúng, 1, 2, 3 đúng. Và ý thứ tư, để gây đột biến đa bội có hiệu quả, người ta thường xử lý tác nhân đột biến, đây là coccin các bạn, vào pha G2. Vậy lúc này nó đang hình thành thôi phân bào. Vậy xử lý ở đây thì nó không hình thành. Vậy câu này đúng. Vậy đáp án ở đây là D, 1, 2, 3, 4 đều đúng. Câu tiếp theo các bạn. Loại đột biến nào sau đây làm cho gen cấu trúc thêm 3 liên kết hydro vào chuỗi polypeptide tổng hợp theo gen đột biến có số lượng acid amin không đổi? Cái này là vừa kết hợp với đột biến gen, vừa kết hợp với cái quá trình cái liên kết hydro phía trước. Thêm 3 liên kết hydro nhưng mà số acid amin không đổi. 4C. C. Vậy thêm liên kết hydro thì thay thế cái gì thành cái gì các bạn? Trả lời chưa chính xác rồi. Đúng rồi, cô vừa mới nói lúc nãy. Rồi, số lượng axit amin không đổi thì chắc chắn đây là thay thế. Và chúng ta loại đáp án A và đáp án B. Được chưa? Vậy chỉ còn C và D thôi. Vậy thêm 3 liên kết hydro. Vậy thêm liên kết hydro thì chắc chắn lại là đột biến AT thành GX. Vậy câu 4D. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay là kết thúc rồi. Thì các bạn có thể, lúc nãy giờ các bạn có thể theo dõi lại trên phong bài của đoàn trường, hoặc là các bạn có thể chụp lại màn hình để có thể ôn tập lại cái nội dung. Và khi nào các bạn có cơ hội lên trường để lấy hồ sơ giấy tờ thì các bạn ghé cô Huyên để có thể lấy cái 10 bộ đề cũng như là nội dung ôn tập để những tiết sau chúng ta học hiệu quả hơn. Rồi, cô chào tất cả các bạn. Chúc các bạn ôn tập tốt.